Thấy chưa? Bây giờ tôi chỉ cần xây dựng và cho ra được những luật lệ hoàn chỉnh trong danh sách những việc cần phòng tránh trước khi các body nói. Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Ha ha! Mình không có ý, cậu phải nói. Không, Hitch! Các body bọn họ an toàn và được bảo vệ nên chúng ta phải chấm dứt chuyện này. Cậu sẽ thấy... Mẹ, tức lại mất kiểm soát nữa rồi! Mình đã có video chứng minh và có thêm hiệu ứng lấp lánh luôn. Mình biết kính mát là một sự lựa chọn tuyệt vời đúng không? Các Pipsqueak làm cho mình á. Sao cậu lại không chịu nói với mình? Mình nghĩ có chuyện gì đó xảy ra với bộ móng rồi. Nhìn không đẹp xíu nào, Chas. Cậu nghĩ là sao hả? Chắc là sự phát triển của phép thuật thổ mã. Mình không nghĩ cậu sẽ trong tình trạng này mãi. Mình sai rồi. Mình không nên để phép thuật thổ mã dừng lại như vậy. Mình rất vui khi nghe cậu nói như vậy đó. Mình đã cố để nói với cậu. Mình nên đi thẳng tới chỗ các tinh thể pha lê. Khi các pony tập hợp lại và tinh thể pha lê đó được tạo ra, tất cả các pony đều có phép thuật. Có lẽ nếu chúng ta di chuyển pha lê thổ mã... Cái gì? Không, đó không phải điều mình nói. Cậu nói đúng, Sunny. Phép thuật thổ mã rất quyền năng, cực kỳ quyền năng. Trước đây chúng ta không có, sao bây giờ chúng ta lại cần? Đi thôi. Diễn pha lê không phải là vấn đề. Nhưng có lẽ nếu chúng ta phỏng vấn các pony lần nữa thì chúng ta có thể tìm ra được. Không còn gì để tìm ra nữa hết. Chỉ còn một cách để giữ bệnh Meratime được an toàn. Quyết định dại dột không giúp cho các pony được an toàn đâu. Nhìn quanh đi. Phải khởi động lại các viên pha lê này sớm. Nếu không thì sau đó sẽ không có sau đó nữa đâu. Có phải giúp vậy em cái đó không sắc đi hả? Nhìn nó có vẻ nghiêm trọng hơn một cơn bão vừa đi qua. Bạn Hiền ơi, đợi mình. Có vẻ em đã giải phóng hết năng lượng ra ngoài và mấy thiệt vừa đúng lúc. Chị phải đi giải quyết nhanh chuyện này. Nhưng nếu như chị đi mà em vẫn thì chị sẽ tái chế kỳ lân lại đường đua cho em nha. Hy vọng em thích nó. Được rồi, Kenneth, cậu chịu trách nhiệm trông coi Sparky khoảng một lúc thôi. Được rồi, rồng ngoan, ở yên đó nha, chị quay lại liền.